Thử một ngày tưởng tượng xem, đi về nhà sau một ngày mệt mỏi, cô vợ hoặc là người yêu của mình không có nói gì hết, hoặc liếc một cái vô nấu bếp rồi cũng không trả lời ừ hử gì hết, các anh có dễ chịu hơn không? Cái đó còn kinh khủng hơn nữa, cái không là bị một bao cái giờ sự chưa? Tra tấn đó em mà. Cái đó lâu gọi là ngày chiến tranh lành đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Kiểu mà lâu ngày nghe giống như âm thanh nó lạnh lót bên tai, xong rồi mình nghe riết quen á, không nghe không ăn cơm được, không nghe không ngủ được, mà bỗng như một ngày tự nhiên im lặng, y cha. Nhưng mà anh mấy anh nghe lắm. Thì mấy anh cảm thấy khó chịu mà tự nhiên không, không nghe không, cái không. Kinh khủng. Nhưng mà riết á em, riết á là coi như mình ghiền á, em hiểu không? Nhưng vấn đề ở đây là cái gì nó vừa phải thôi. Đó. Nói tới lúc nào đó mà người ta giống kiểu là nước nó chạy, đầu vịt nó chạy 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 chạy, đâm ra là mấy anh cũng thích nghi được. Nhưng mà tự nhiên những cái lời nói của các chị em mình nó nói tốn năng lượng chứ tốn calo mà trôi về thì cũng tiếc. Vậy thì là mình không có nghĩa là chọn nhiều. Lọc và chọn thời điểm để mà nói nó xúc tích thì người ta sẽ dễ hiểu hơn, hơn là nói một lèo xong rồi cuối cùng vấn đề không được giải quyết gì hết. Đón xem tập 27 Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.